Chào các bạn ơi, hôm nay còn lại một miếng mít nữa các bạn, một trái mít non mà mình làm ba món, hôm nay là món thứ hai nha. Thì bây giờ hôm nay ngày rằm, mình trộn gỏi ăn nha các bạn. Thì cái miếng mít này lát mình gọt ra nè, mình sắc mỏng rồi mình chiên, rồi mình đậu hũ nè mình cũng sắc mỏng mình chiên. Đây là cái củ cà rốt, một trái dưa leo, một trái chanh, một củ hành và lá quế mình hái sau hè nè các bạn. Còn gia vị thì gồm có bột nêm, đường, nước cốt chanh nè, ớt, một ít hành phi. Bây giờ mình xắt miếng mít này ra nha các bạn, mình rửa bằng nước muối cho nó trắng, rồi mình đem mình chiên nha các bạn. Bắt chảo rồi mình chế dầu vô mình chiên. Mình chiên hai thứ, một thứ là mít, còn một thứ là đậu hũ. Chiên mình trộn gỏi nó mới dai các bạn. Chiên đậu hũ trước ha. Đậu hũ mình sắc nhỏ ra đây nè, sắc mỏng chiên cho nó giòn lên nha các bạn. Sắc mỏng vậy chiên nó mới giòn. Các bạn ơi, bây giờ mình đi trộn nước sốt trộn gỏi nha các bạn. Ở đây mà mình có một cái trái chanh mình vắt ra rồi đó, khoảng một muỗng chanh. Cái muỗng này các bạn làm 2 muỗng đường nha. Mình cho vô đây là một muỗng bột nêm nấm nè. Mình cho bột nêm như vậy là mình khỏi cho muối nha các bạn, tại vì trong bột nêm này nó mặn lắm, nó có muối rồi đó, nó có bột nêm, có muối, đường, nước cốt chanh. Mình chiên đậu hũ với lại mít cho nên mình không có cho thêm dầu ô liu. Nếu các bạn thích ăn dầu ô liu thì các bạn cho vô dầu ô liu, tại vì cái món này là cái món rau trộn cho nên có dầu ô liu ăn tốt cho sức khỏe nha các bạn. Mình cho nửa muỗng thôi. Đây là món mình. Còn nếu mà mình không có chiên đậu hũ á, thì mình làm một muỗng dầu ô liu đó các bạn. Như vậy là mình cũng đã trộn được rồi. Nó có mặn nè, có ngọt nè. Rồi mình cho hành phi, cho hành phi với lại đậu phộng vô nữa là xong nha các bạn. Ở đây là trái ớt. Bạn nào muốn ăn cay thì mình cho vào một ít ớt nha. Rồi mình đi trộn thôi các bạn ơi. Mang găng tay vô trộn nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn nha các bạn. Trước hết mình bỏ rau vô. Hành tây nè, rau mình làm sẵn hết rồi nè các bạn. Mình trộn, mình mang găng tay mình bóp cho nó thấm. Đây là mít nè, mà mình trộn bằng mít thì mình phải chiên nha các bạn, chiên nó dai hơn, nó chín mà nó dai hơn là mình luộc. Các bạn chờ mình chút xíu nha. Chín mà nó dai hơn là mình luộc, luộc thì nó mềm mà nó có cái màu đỏ hơn ha. Mình cũng đã từng ăn chiên như vậy nè các bạn, mình học từ con nhỏ em của mình, nó là xứ mít, Tây Ninh mà, thành ra nó ăn chay, xứ Tây Ninh người ta ăn chay nhiều lắm, cho nên ta cũng khéo tay hơn mình đó các bạn, khéo tay lắm, tại vì người ta ăn chay thường. Bảo Tây Ninh mà có ăn chay, ăn chay tháng tới 10 bữa rồi. Thay vì mình xé ra cũng được, thôi mình cắt đi ha. Mình mang răng mình khó xé. Đây là món gỏi mít.
Còn dinh dưỡng của trái mít thì mình đã làm một cái clip về dinh dưỡng trái mít rồi nha các bạn. Mít non thì ăn nó nhiều dinh dưỡng lắm, nó trị tiểu đường nè, cao huyết áp nè, đường huyết, kiểm soát đường huyết nè, rồi nó nhiều canxi lắm, nó còn trị tim mạch nữa, rồi chống lão hóa nữa, ăn rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Có người người ta nói ăn nó khỏi tốn tiền đi bác sĩ đó. Hồi xưa giờ mình ăn á thì mình lại là ăn chỉ để ăn thôi, chỉ để ngon thôi, chứ mình không có nghĩ nó là trị bệnh, nó là dinh dưỡng nhiều. Bây giờ mình trộn vô hết này vô ha. Các bạn bóp như vậy là tự nhiên nó ngấm vô nha các bạn. Một trái chanh đó. Mình thấy nếu mà mình ăn không có muối đường nhiều thì như vậy là cũng vừa miệng rồi đó. Các bạn thấy nó không có ra nước nha. Mình trộn với là cái này nó có dầu vô đây là nó ít có ra nước. Cho nên mình ăn salad mình hay trộn dầu là vậy các bạn. Dầu với giấm với đường là nó giữ được cái rau củ nó không có ra nước bên ngoài. Đây rồi mình cho hành phi nè, cho vô đây một ít hành phi nha các bạn. Đó, hành phi, rồi đậu phộng, ớt hồi nãy mình cho vô đây rồi. Mình không thích ăn cay thì mình khỏi cho ớt nhiều nha, đậu phộng. Đó, rồi mình trộn lên thôi. Các bạn thấy nó không có ra nước mà. Không ra nước như vậy mới ngon nha các bạn. Mình trộn gỏi mà nó ra nước là không có ngon. Đây là rau quế mình hái sau vườn nhà, mình trồng được mấy cây quế. Mình ăn từ từ, nhưng mà quế này ăn rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Nó là một vị thuốc đó, thuốc rất là quý đó. Mình ăn nó cũng tạo collagen nhiều lắm, collagen. Dễ tiêu hóa, chống lão hóa cực kỳ luôn. Thành ra ngày nào mình cũng ăn món salad hết các bạn. Salad trộn trộn vậy nè, bữa nay có mít thì mình trộn mít. Còn bữa nào không có mít thì mình cũng ăn trộn trộn là mình ăn hả? Trộn dầu giấm, dầu ô liu với rau, đậu phộng, lá quế. Ăn rau quên gạo luôn các bạn ơi, quên cơm luôn. Mình không có thèm gạo là gì hết, mình ăn rau vậy là đủ rồi đó. Bữa nào thèm thì mua một ổ bánh mì không. Ăn như vậy có lợi cho sức khỏe nha các bạn. Rồi, mình bỏ ra đĩa nè. Ngon quá luôn. Gỏi mít. Các bạn có mít các bạn làm thử như mình ăn nha. Nè các bạn, trộn gỏi mà cá thao không có nước mới ngon nha các bạn. Tại vì mình có dầu đó, là rau nó không có ra nước, đó là bí quyết trộn gỏi. Rồi, xin chào các bạn nha, chúc các bạn ngon miệng cùng mình nha. Mít rồi đậu hũ, mà đậu hũ các bạn muốn ngon thì các bạn cắt mỏng như vậy nè. Cắt mỏng như vậy chiên nó giòn nè. Đó cũng là một cái bí quyết trong nhà bếp nha các bạn. Trộn gỏi thì mình làm như vậy nó ngon hơn là mình cắt dày mình chiên. Một lát nó bả ra, nó rã ra, rồi nó ăn nó không có ngon miệng bằng. Xin chào các bạn nha, cái đĩa gỏi rất là ngon luôn ha.